2020 Bitches, Alex, Nash, DeBito, Morgen in der Haus, Alter. Jetzt wird abgefuckt, Mann. Let's go. Hola, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với chuyên đề đồng tư thức. Ngày hôm nay chúng ta đến với bài số 13, một bài tập liên quan đến đề thi vào 10 trung học phổ thông khoa học tự nhiên năm 2012-2013. Tìm hai chữ số tận cùng của A là bằng 41 mũ 106 cộng 57 mũ 2012. Thế thì ngày hôm nay, ở các ngày tiếp theo thì mình sẽ không nhắc lại lý thuyết về đồng dư nữa, mà mình sẽ bắt tay ngay vào phần làm bài để không mất nhiều thời gian của các bạn nữa, được không nào? Ok nhá, bắt đầu. Let's go. Đầu tiên, chúng ta thấy rằng đây là một bài tập liên quan đến tìm hai chữ số tận cùng, đúng chưa nào? Thế nên là các bạn sẽ nhớ lại xem các kiến thức về chữ số tận cùng. Thì chúng ta nhớ lại là ở đây là hai chữ số tận cùng là lẻ, đúng không? Thì mình nhớ lẻ hay chẵn thì đều chuyển về hết 20 cả, đúng chưa? Bạn nào không nhớ thì đi thi sẽ cảm thấy rất là khó khăn, đúng không? Mình có thể nhìn lại. Thì tất cả các số lẻ mà mũ 20k lên thì đều tận cùng với 01 mũ 100 hết. Đó. Thế nên là đây là một cái hint cực kỳ mạnh để chúng ta có thể ghi nhớ được. Rồi. Thế thì ở bài hôm nay các bạn sẽ thấy rằng là 41 mũ 106 thì chúng mình sẽ chuyển được thành là 41 mũ 20 nhân 5 nhân với 41 mũ 6, đúng không? Thế thì cộng này thì sẽ đồng dư với 01 rồi. Còn cậu này mình cần tìm đồng dư với bao nhiêu nữa, mốt 100 là xong. Đúng chưa nào? Ok. Thế thì 41 mũ 6. Câu chuyện đặt ra là sẽ phải tính như thế nào? Có lẽ là mình sẽ sử dụng máy tính. Mình sẽ sử dụng máy tính với những cái con số nó rất là nhỏ thôi. 41 bình phương chẳng hạn. Thì tận cùng là 81, đúng không? Ok. 41 bình. Thì đồng dư với 81 mốt 100. Sau đó mình bình phương lên một phát nữa, được không? 81 bình sẽ là 61, đúng chưa? Như vậy là 81 bình, xong để luôn là 81 mũ 3 đi nhỉ? Theo mình 81 mũ 3 nhanh hơn không nhỉ? Mũ 3, không có. Nhân 81, nhân 81, ok. Bằng tận cùng là 41, quá đẹp rồi. Thì như vậy là mình sẽ thấy là 41 mũ 6 sẽ đồng dư với 41 mũ 100. Quá đẹp. Thế thì như vậy là cái cậu này mình sẽ tìm được rằng cậu này đồng dư với 41, đúng chưa? Theo mũ 100 nhé. Được chưa? Ok nhé. Xong. Thế thì đến 57. 57 là 5. 57 mũ 2012 thì mình cũng chuyển về mũ 20k, đúng không? 57 mũ 2000 nhân với 57 mũ 12 thì câu chuyện đặt ra là mình chỉ cần tìm với 57 mũ 12 mà thôi. Thì 57 mũ 12 thì mình cũng theo mình nghĩ là cũng lần lượt thôi. Đầu tiên 57 bình đi, xem ra bao nhiêu. Cũng chẳng có cách nào khác cả, đúng không? Bằng 49. Tận cùng là 49. Ồ, nếu là tận cùng là 49 thì có rất là đẹp này. Bởi vì 49 bình phương lên thì sẽ tận cùng là 001 các bạn. Nếu bạn nào nhớ được cái hint này cũng rất là hay. 49 nhân 49 bằng. Đó, tận cùng là 01. Các bạn thấy chưa? Tận cùng là 011, mốc 100. Thế thì cũng chả cần phải đến 57 mũ 12 đâu. Mà các bạn sẽ thấy rằng là 57 mũ 4 thì sẽ đồng dư với 01 mũ 100. Đúng không? Thế thì 2012 thì sẽ chia hết cho 4 mà. Thế như vậy 57 mũ 2012 cũng sẽ đồng dư với 01 mũ 100. Bây giờ mình kiểm tra xem là cậu này thì ra 41 đúng không? Cậu này thì tổng lại, đúng chưa? Như vậy mình lấy 41 cộng 1 thôi. Như vậy cậu này thì sẽ có hai tận, số tận cùng là 42. Ok, đúng chưa? Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi vào lời giải. Bài này cũng không quá khó đúng không?
Không phải không quá khó mà do mình nhớ cái công thức là 20k, các số lẻ thì tận cùng là 01 thôi. Chứ còn nếu không thì cũng khó và cũng phải dùng máy tính nữa. Đúng không? Cũng phải dùng máy tính nữa thì mới tính được, đúng chưa? Đã có này. 41 bình. 41 bình. Thì sẽ đồng dư với 81 100. Đến đây thì 81 mũ 3 thì sẽ đồng dư với 41 100. Rồi. Thế thì đến đây các bạn sẽ suy ra là 40. Bốn mươi mốt mũ sáu thì sẽ đồng dư với 41 nhân 100. Rất hay đúng không? Theo mình nghĩ là như vậy. Chúng ta cũng phải có cái 41 mũ 100 đúng không? 41 mũ 100 thì sẽ đồng dư với 01 mũ 100. Và đến đây 41 sao dạo này mình bấm lỗi nhiều ấy nhỉ? 41 mũ 106 sẽ đồng dư với 41 mũ 100. Nó lại có. Thế cộng 57 này thì các bạn sẽ thấy rằng là mình sẽ dùng luôn 57 ở mũ 4 đúng không? Mình trình bày thì mình thấy là nó đồng dư với 01 mà, 100. Như vậy là mình sẽ có được 57 mũ 2012 sẽ đồng dư với 01 mũ 100. Từ đây thì các bạn sẽ suy ra được thôi là cậu này sẽ đồng dư với 41 cộng 1 đồng dư với 42 thêm mỗi 100. Vậy là hai chữ số tận cùng cần tìm là 42. Các bạn thấy rằng là một bài tập đề thi vào 10 không phải dành cho khối toán chuyên nha các bạn nhé, đây chỉ là khối toán thường thôi, cũng liên quan đến những bài tập lớp 6, lớp 7 cực kỳ mạnh. Thế nên là chúng ta cũng cần phải rèn luyện những bài tập như thế này rất là nhiều, được chưa nào? Ok, thế thì chúng ta sẽ chuyển tiếp sang bài số 13. Ok chưa nào? Mình chuyển sang bài số 13 nhé. Bài số 13 là chứng minh rằng với mọi số nguyên tố P tồn tại vô số số vô số số có dạng 2n trừ n chia cho P, nghĩa chứng minh với mỗi số nguyên tố P tồn tại vô số số có dạng vô số số có dạng phải một cái đúng không? Rồi thế thì bài này sẽ định hướng như thế nào? Bài này sẽ định hướng như thế nào? Bài này các bạn thấy rằng hình như nó mang hơi hướng của định lý Phan Ma Bé đúng không? Thế thì chúng ta sẽ thấy rằng đầu tiên các bạn sẽ nhìn cho mình theo với cái con mắt của định lý Phan Ma Bé đi, thì hai mũ p trừ một sẽ đồng dư với một mốt p. Với P với 2 phải là các số nguyên tố cùng nhau. Đúng không? Thế thì nếu P mà bằng 2 thì câu chuyện nó sẽ là như thế nào? Thì mình sẽ xét hai trường hợp. Trường hợp 1 là với P bằng 2 thì chúng ta sẽ suy ra được rằng là 2 mũ N trừ N sẽ 2 mũ N trừ N thì không được đúng không? P bằng 2 thì các bạn sẽ thấy rằng mình sẽ xóa cái này đi. Đây là cái điều cần phải chứng minh. Mình nhầm. P bằng 2 thì mình sẽ có được là 2 mũ P.
hai mũ hai, hai mũ hai đồng dư với 21p đúng không? Thế thì ở đây các bạn thấy rằng là nếu mình nhân mũ n lên nữa thì là hai mũ hai n hai m đi sẽ đồng dư với hai mũ m đúng không? Hai mũ m 1p. Không phải. Nó sẽ phải thế nào nhỉ? Thế nào nhỉ? Tư duy bị nhầm. Nếu p bằng 2 thì p với 2 không liên tục cùng nhau. Thế nên là mình sẽ thấy rằng nếu p bằng 2 thì sẽ suy ra là 2 mũ n trừ n phải chia cho 2 đúng không? Thì hiển nhiên đấy, với n phải là bằng 2 cả. Hợp lý chưa? N là số chẵn của vô số mà. Với mỗi số đúng không? Cái trường hợp 2 mình sẽ xét trường hợp với p khác 2 thì sẽ suy ra là 2 với p sẽ nguyên tố cùng nhau. Thì đến bây giờ mình sẽ có được cái công thức là 2 mũ p trừ 1 sẽ đồng dư với 1 mũ p. Đúng chưa? Thế thì bây giờ làm thế nào mà chúng ta sẽ chuyển được thành 2 mũ n trừ n mà cái cộng này thì phải là đồng dư với 0. Đúng không? Thì có nghĩa mình phải lũy thừa cậu này lên. Vì sao cho nó ra được cái cậu bên này? Vì cái này lũy thừa lên bao nhiêu thì cũng vẫn bằng 1 thôi. Câu chuyện là nó như vậy. Đúng không? Cũng khó. Gần như là đến đây là học sinh đều bí, không biết giải quyết như thế nào. Theo mình nghĩ bài này của Canada năm đấy quá khó luôn. Làm như thế nào để có thể chuyển được về dưới dạng là hai mũ n trừ n thì có nghĩa là cái chỗ một này là phải biến được về thành n này. Đấy, có nghĩa là mình sẽ phải biến đổi làm sao cho cái mũ này và cái này là phải giống nhau, giống nhau. Đấy. Thế thì bây giờ mình có cái phép biến đổi nào không để có thể làm được? Câu hỏi quá khó luôn các bạn ạ. Câu hỏi quá khó luôn. Thế thì P-1. P-1. Thế thì mình sẽ phải nghĩ đến là nâng cái P-1 này lên thành lũy thừa. Có nghĩa là phải là lũy thừa tầng các bạn. Có nghĩa ở đây là mình sẽ phải nâng lên cái số mũ nào đấy nữa. Đó. Thì tại sao mình lại suy nghĩ đến vấn đề như vậy? Bởi vì là mình muốn là mình phải biến đổi về được cái, có nghĩa là mình phải thay đổi cái con số 1 này đi. Cái này là cái giả thiết mình cho thôi, bây giờ mình phải tìm được cái số đấy. Thế thì mình sẽ dựa vào cái chỗ p trừ 1 này thì mình sẽ thấy là cậu này sẽ đồng dư với âm 1 mũ p. Đấy là một sự gợi ý theo mình nghĩ là như vậy. Sau đó thì mình sẽ thấy rằng là nếu mình lũy thừa nó lên, lũy thừa lên và mình muốn là vẫn là 1 thôi thì mình sẽ phải lũy thừa một số mũ chẵn. Đúng không? Như vậy là mình mũ 2k ở đây đi. Đúng không? Thì như vậy là cậu này đồng dư với âm 1 mũ 2k. Và đây đồng dư với 1 mũ p. Ok. Thế thì mình sẽ có thêm được một dữ kiện nữa đó chính là p trừ 1 mũ 2k thì đồng dư với 1. Đây là thêm một cái hint nữa. Mũ p. Đúng chưa? Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là P mũ 2K trừ 1 thì đồng dư với 1 mũ P thì có nghĩa là P mũ 2K này thì có thể biểu diễn đây rằng dạng là gì nhỉ? KP trừ 1 đúng không? KP trừ 1. MP trừ 1. M nhân P trừ 1. M nhân P trừ 1. Ok. Thế thì đến đây thì như nào nhỉ? M nhân P.
trừ 1 đúng không? M nhân P trừ 1, đây là M bằng 1 rồi. Đây cái chỗ này M bằng 1 này. Thế thì đến đây các bạn có thể suy ra được một điều cho mình rất là đẹp, nghĩa là 2 mũ P trừ 1 tiếp tục mũ 2K thì vẫn đồng dư với 1 mốt P. Đúng không? Trong trường hợp này là P bằng 1. Đúng chưa? P mũ trừ 1 mà. Đúng không? Một điều cũng tương đối là hay, theo mình nghĩ là như vậy. Thế thì mình có dữ kiện thứ hai là 2 mũ P trừ 1 mũ 2K thì vẫn đồng dư với 1 mũ P. Đến đây thì mình sẽ dựa vào hai dữ kiện này và dữ kiện này. Các bạn thấy rằng bây giờ cái cậu này mình đặt cái cạnh này chữ N này. Đấy. Bây giờ mình đặt cái cậu này chính là bằng N. Đúng không? Thế như vậy là 2 mũ N trừ cho N thì sẽ đồng dư với 1 trừ 1 thì đồng dư với 0 mốt V trường. Đó, hết bài. Như vậy là N mình cần tìm chính là P trừ 1 mũ 2K. Như vậy là có vô số các số như vậy. Một bài tập theo mình quá khó luôn. Tại sao lại suy nghĩ đến đến cái lũy thừa tầng ở cái chỗ P trừ 1 mũ này lên? Và tại sao lại nâng lên 2K? Thì đấy là một câu câu hỏi rất là khó. Theo mình là như vậy. Bởi vì có thể chứng minh được tồn tại dưới dạng này thì bắt buộc là phải nâng lên lũy thừa ở chỗ này. Thông thường thì sẽ nâng lên lũy thừa tầng. Đấy là một cái tư duy cũng tương đối là hay ho trong việc giải quyết, đúng không? Rồi ok, thế thì mình sẽ bắt đầu vào phần lời giải luôn, được không? Nếu P bằng 2, mình sẽ trình bày một cách ngắn gọn thôi để cho các bạn không bị ức chế, đúng không? Nếu P bằng 2 thì mình sẽ có được rằng là 2N, 2 mũ N trừ N sẽ chia hết cho 2 với N là số chẵn. Mình nghĩ là số chẵn, số tự nhiên chẵn được. Đúng không? Số tự nhiên chẵn. N bằng 0 đúng không? N bằng 0. 2 mũ 0 bằng 1, 1 trừ 0 bằng âm 1. Có số tự nhiên chẵn khác 0. Ok. Rồi, nếu P bằng là P khác 2 thì mình sẽ có được rằng là P với 1, P với 2 thì nguyên tố cùng nhau. Đúng chưa? Đến đây thì rất là rõ rồi. Thế là nên áp dụng định lý Fermat bé ta có là 2 đúng gì? 2 mũ P trừ 1 sẽ đồng dư với 1 mốt P. Thế thì đến đây mình sẽ phải tư duy tiếp là lũy thừa tầng cái cậu này lên và tại sao lại là như vậy. Thì mình sẽ ghi là ta có này. P trừ 1 sẽ đồng dư với âm 1 mốt P. Đúng chưa? Thì sau đó mình sẽ tiếp tục là P trừ 1 mũ K dùng thế chưa đúng không? 2K sẽ đồng dư với 1 mốt P. Đúng chưa? Thế từ đây mình sẽ suy ra được rằng là 2 mũ 2K à P trừ 1 từ 2 mũ P trừ 1 này. Mũ này. 2K. Đó. Sẽ đồng dư với 1 mốt P. Cái này mình không giải thích lại nữa nhé. Bởi vì là P trừ 1 mũ 2K thì đồng dư với 1 mốt P. Nên nó cũng sẽ đồng hai cái số này sẽ đồng dư với P trừ 1 thôi. Đúng chưa? Nó cũng có dạng P trừ 1 thôi. Rồi ok.
Thế thì đến đây thì mình sẽ đặt đặt n bằng p trừ 1, n bằng p trừ 1 mũ 2k, đúng không? Thì mình sẽ suy ra do đó là 2 mũ n bằng như với 1 1 rồi. Và tương tự như vậy là n sẽ đồng lui với 1. Ok. Đúng không? Nên là 2 mũ n trừ n đồng dư với 0. Ok. Vậy điều phải chứng minh đúng không? Để suy ra 2 mũ n trừ n sẽ chia hết cho P. Được chưa? Như vậy là điều phải chứng minh. Đó, điều phải chứng minh. Ok, như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn bài số 13. Cho mình đây là một bài rất khó với dạng chứng minh rằng với mọi số nguyên tố P tồn tại vô số các số có dạng như này. Quá khó đúng không? Ok nhá, thế thì bây giờ mình nán lại một chút. Một kỹ thuật là nâng lên vị thực tập để làm. Tuyệt vời đúng không? Rồi, mình chuyển sang bài số 14 nhé. Với các số ABC nguyên bất kỳ thì chứng minh rằng là ABC nhân A3 trừ B3, B3 trừ C3 và C3 trừ A3 chia cho 7. Một bài tập mà theo các bạn thì mình có hình dung đến cái một hình dung đến kiến thức gì không? Ở đây là hiệu. Đúng không? Thế như vậy là mình hình như là hơi hơi sử dụng nguyên lý Dirichlet. Hơi hơi sử dụng nguyên lý Dirichlet bởi vì tại sao này? Bởi vì A trong ba số chẳng hạn, có lẽ là trong ba số mũ 3 này mà trong ba số nguyên bất kỳ mà mũ 3 lên mà chia cho 7 thì sẽ không biết là chắc là chỉ có hai số dư thôi. Theo mình là có hai số dư mà đây có ba số, như vậy là có ba số dư. Mà nếu mà có ba số dư rồi thì hiệu của chúng sẽ tồn tại một số chia cho 7. Mình đoán thế. Nếu phải suy nghĩ về đồng dư và liên kết với cả nguyên lý Dirichlet thì mình sẽ tư duy như vậy. Nhưng mà nếu làm như thế thì sẽ hơi bị dài các bạn ạ. Hơi bị dài. Bởi vì lý do là mình lại phải xét với 7k cộng 1, 7k cộng 2, 7k cộng 3, 7k cộng 4. Có nghĩa là mình sẽ phải đi mò, đi dò xem là đúng là các số nguyên bất kỳ mà mũ 3 lên chia cho 7 là chỉ có 3 số dư không? Đúng không? Thế thì mình có lẽ là mình sẽ phải làm như vậy rồi. Mình chỉ có mỗi cái định hướng ấy thôi, mình không có một cái định hướng khác, có nghĩa là vừa sử dụng nguyên lý Dirichlet mà vừa sử dụng đồng dư để làm đúng không? Thế thì đầu tiên là chúng ta sẽ đi chứng minh đã, hơi dài nhưng sẽ phải chứng minh rằng là x mũ 3 này đồng dư với 1,7. Phải tìm được một cái công thức tổng quát. Thế thì một số nguyên bất kỳ mà mũ 3 lên với 7 thì sẽ được số dư là bao nhiêu? Trời đất ơi. Khó. Thì các bạn sẽ thấy rằng là một số bất kỳ thì sẽ chia 7 thì dư 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 đúng không? Thế thì mình sẽ xét đầu tiên là với trường hợp là bảng này, là bảng giá trị đi, là bảng giá trị nhá. Cho nó dễ này. Với x này, mình sẽ để đồng dư đi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi, giữa x mũ 3, cậu này sẽ đồng dư với 0. Tất cả đều theo với 1,7 nhá. Tất cả đều dư với 1,7 ở đây. Rồi. Mũ 3 lên thì cậu này vẫn là 1. Mũ 3 lên thì cậu này là 8 thì vẫn là 1. 3 mũ 3 thì là 27. 27 chia 7. Thì là được 6 à. Đúng không? 4 mũ 3 là 64. 64 mà chia cho 7. 64 7 7 4
56, 56 với 64. Là 63, thì vậy là một hầm thế. 63 bị 9 63 mà. 5 là 125. 125. Úi giời. Rồi. Bấm nhầm các bạn. Ok, tự nhiên bấm lại này. 125 chia 7 bằng, không biết dư bao nhiêu nhỉ? 17. 17 nhân 7. 17 nhân 7 bằng 119. Vẫn dư 6. Dư 6. Tiếp tục 6 mũ 3. 256 am. 200 bao nhiêu nhỉ? 6 nhân 6 nhân 6 bằng 216 chia cho 7 thì bằng 30. 30 nhân 7, 30 nhân 7 bằng 210. Như vậy là dư 210. 210 là thành 216 thì mới đủ đúng không? Thì như vậy là dư 1 đúng chưa? Dư 1. Thế thì các bạn sẽ thấy rằng là nếu một số bất kỳ mũ 3 lên thì sẽ một là chia hết cho 7, hai là chia 7 dư 1 hoặc dư 6. Thế đấy, theo nguyên lý Dirichlet rồi. Nếu chia cho 7 thì một trong ba số chia cho 7 rồi thì cái tích này chia cho 7. Còn nếu có hai số dư thì sẽ trong ba cụm này sẽ tồn tại một hiệu luôn chia cho 7, đúng không? Như vậy là sử kết hợp cả đồng dư nữa. Lời giải trên ta chứng minh một số nguyên bất kỳ khi chia cho 7 có ba số dư là 0, 1, 6. Đúng chưa? Rồi. Bây giờ mình sẽ chứng minh là x mũ 3 sẽ đồng dư với à thôi, cần không cần. Đến đây thì mình lập bảng giá trị thôi. Theo mình nghĩ thế, lập bảng giá trị của một số x đồng dư theo mô đun 7. Ok chưa? Rồi. Mình lập bảng giá trị thôi. Bây giờ có 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cột đúng không? Hai dòng. Rồi đến x này. X này. 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Thiếu một cột. Thêm một cột nữa thì làm nào? Mình không có biết. Table. Insert 6. Ở đây mình vẫn cần phải insert thêm một cái nữa để cho nó ra rõ ràng các bạn. Đồng dư thêm một cột insert nữa. Insert thêm một cột nữa theo mốt 7. Đấy. Đây là x mũ 3. Cậu này sẽ là đồng dư. Đúng không? Copy cái mốt 7 này xuống. Rồi. Tính x mũ 3 đi. Đây là 0 này. Đây là 1 này. Đây là 8 này. Đây là 27 này. Đây là 64 này, đây là 125 này, còn đây là 216 này. Đúng không? Copy lại dòng nữa. Cho nó chắc cốt. Rồi, như vậy là cộng này đồng dư với 0, 1. Chia 7 dư 1. Chia 7 là 74 28 dư 6. 79 63 dư 1. 125 là 100 24 như chết cho phải, 124 đúng không? 124 chia cho 7 đúng không? Thế sẽ dư 1 nào. À không phải. 124 không hết 125. Thì mình nhấn sai à? Thì như vậy là dư 6 à? Dư 6 thì phải là 119 đúng không? 119.
119 chia 7 17 đúng không? Cậu này là dư 6. Cậu này là dư mấy? Dư 1. Cậu này dư 1. 215 à? 215 chia cho 7 à? 7 dư 6 nhỉ? 215 chia 7. 75. Cái cậu này là 6. Mười bảy nhân bảy, nhầm, bảy nhân 30 là chừng 10, dư âm 6, dư âm 6, 7 nhân 31 là chừng 17 đấy, âm 1 và dư 6 đúng rồi. Vậy vậy đều phải chứng minh không? Điều vậy đều phải chứng minh đúng không? Điều phải chứng minh. Vậy do đó một số nguyên bất kỳ chia 7 có 3 số dư và không ai được chưa? Ok, với do đó do ta có ba hiệu à đúng không? Giải thích như thế nào để cho nó gì nhỉ các bạn nhỉ, mình gọi là nó rõ ràng thì do nếu 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 trong ba số A phải B phải C có một số chia hết cho 7 thì ta có điều phải chứng minh, điều phải chứng minh. Ok rồi, nếu trong ba số không có, mình biết lợi không, số nào chia hết cho 7 thì tồn tại, thì A3 B3 C3 C3 tồn tại, sẽ có chỉ có hai số dư là 1 hoặc 7 6 khi chia cho 7 mà ta có ba hiệu. Đúng không? Nên theo nguyên lý Euclid đi brick s tồn tại một hiệu chia hết cho 7 đó. Xong như vậy là chứng minh xong rồi. Vậy cái hiệu M này luôn chia cho 7. Đặt một bài tập liên quan đến đồng dư mà cũng liên quan đến đi Rickley rất là rõ ràng đúng không? Theo mình là như vậy. Ok.